Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Đoạn Kinh Thánh trong Phúc Âm Ma-thi-ơ, đoạn 2 từ câu 1 đến câu thứ 11. Xin Hội Thánh đồng đứng lên và tôi xin tuyên đọc lời của Chúa và xin anh em dò xem Kinh Thánh của anh em một cách kỹ càng. Ma-thi-ơ, đoạn 2 từ câu 1 đến câu thứ 11. Đây là phân đoạn Kinh Thánh rất là quen, không nên làm lạ đối với chúng ta, là những người đã bước đi với Chúa trên một năm. Sau khi Chúa Giêsu sinh ra tại thành Bethlehem, tôi xin đọc bản truyền thông. Khi Đức Chúa Giêsu đã sinh tại thành Bethlehem, xứ Giu-đê đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ đông phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng: vua dân Giu-đa mới sinh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Ngài thì nói: vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng đấng Christ phải sinh tại đâu. Tâu rằng tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy: hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Vua Herod mang vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng: các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại Ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài thì sấp mình xuống mà thờ lại Ngài, dâng cho Ngài những lễ vật một dược. Bảo đừng trở lại nơi mà trở về sự mình. Xin Hội Thánh chúng ta đồng ngồi. Với 11 câu thánh này, sáng nay chúng ta cùng nhau suy gẫm về tâm tình của các nhà thông thái, hay là những nhà chiêm tinh học, hay bản dịch cũ đó là nói về các bác sĩ ở đông phương, với một cái chủ đề đó là trông đợi và thờ phượng. Khi tôi suy gẫm về tâm tình của ba bác sĩ thì tôi nhận được cái và để ta hiểu rõ điều này thì ta nhìn vào bối cảnh của Kinh Thánh. Đó là theo các học giả, người ta nghiên cứu đã có hơn 330 lời tiên tri nói về sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu. Hơn 330 lời tiên tri nói về sự giáng sinh và nói về chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu. Không có một giáo chủ nào, không có một con người nào sở hữu những lời tiên tri trước khi ra đời bằng Chúa Cứu Thế Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đấng Messia, vì đây là một lời mà ai cũng biết. Cha mẹ, ông bà luôn luôn thuật lại. Tin rất là trọng đại cho dân Do Thái. Và chúng ta nhìn vào Kinh Thánh, đó là sách cuối cùng của Cựu Ước là Ma-la-chi. Sách đầu tiên của Ma-thi-ơ. Và hai sách này chúng ta biết rằng cách nhau một thời gian khá dài, đó là từ 450 năm đến 500 năm yên lặng. 450 năm đến 500 năm cuối là 4 thế kỷ rưỡi, phải không? Phải không? Hoặc là 5 thế kỷ. 500 năm như vậy yên lặng. Tại sao lại yên lặng? Yên lặng bởi vì Đức Chúa Trời không làm gì cho dân Israel cả. Chúng ta phải học bối cảnh này để chúng ta thấy cái tâm tình của ba bác sĩ. Đức Chúa Trời không thèm làm bất cứ một cái gì cho dân Do Thái cả, dù họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã yên lặng với họ
tại sao Đức Chúa Trời yên lặng với họ để chúng ta rút ra bài học. Rồi có nhiều khi Đức Chúa Trời yên lặng với chúng ta, Đức Chúa Trời không thèm làm bất cứ gì trong cuộc đời của tôi và anh em cả, và ngay cả những người đang theo dõi sứ điệp này. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hay làm các phép lạ. Amen. Amen. Một Đức Chúa Trời động lòng thương xót. Nhưng tại sao Đức Chúa Trời yên lặng với dân mà gọi là tuyển dân của Chúa Trời? Họ tự hào lắm. Họ là tuyển dân của Chúa Trời. Họ tự hào là họ là dân thánh của Đức Chúa Trời. Anh em, dân dân của Đức Chúa Trời theo nghĩa đen cả, chỉ có dân Do Thái, phải không ạ? Họ tự khác biệt, đó là dân Israel ở dưới sự yên lặng một cách kinh khiếp của Đức Chúa Trời. Và trong khi đó, ta nhìn vào lịch sử của dân Do Thái, đó là từ không ký, phải không ạ? Họ luôn làm nô lệ, và bây giờ Đức Chúa Trời cũng yên lặng với dân Do Thái. Sách Malachi đến Matthew, sự ra đời của Chúa sau 450 năm. Kinh khiếp trước Môi-se, Đức Chúa Trời không còn làm phép lạ nào như vậy nữa. Chính là rất phải không ạ? Có phải không ạ? Chúa Trời dùng ông mang trong sức mạnh rất là từ rồi đến đời các vua, có phải không? Dùng những vị vua để bày tỏ sự gì của ngài một cách rất là kinh khiếp. Ngài tỏ ra là một Chúa Trời kinh khiếp, ngài tỏ ra là một Chúa Trời hay làm phép lạ, ngài tỏ ngài ra là một Chúa Trời đầy thiện đạo thương xót. Rồi có những lúc Chúa yên lặng như này. Và tại sao nên tôi thấy vì Chúa Trời yên lặng vậy? Bởi vì họ quay lưng lại với ngài, các em. Họ quay lưng lại với ngài. Họ còn thờ phượng ngài là đấng chân thần duy nhất, đấng mà họ phải tôn thờ, biết ơn suốt cả cuộc đời. Họ quay lưng với ngài bằng cách nào? Bằng cách họ thờ phượng các thần ngoại bang, phải không? Họ thờ phượng các thần ngoại bang, thờ phượng Ba Anh, thờ phượng Ác Đặc Tê, những thần mà nói về dâm dục, về ô uế, về tình dục sâu xa. Họ không còn tôn thờ Đức Chúa Trời. Điều năm thứ nhất mà họ thường biết, đó là trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Hãy nhớ rằng Chúa Trời, tôi và em đang thờ phượng là Đức Chúa Trời tiện tài. Chúng ta chỉ cần phạm một cái lỗi lầm nào đó thôi thì anh em sẽ đáng rằng Đức Chúa Trời bắt đầu có thể yên lặng của chúng ta đó. Anh em, mùa Giáng sinh đã đến rồi. Chúng ta hãy đến ngược thời gian. Đó là cuộc đời chúng ta đã bao nhiêu mùa Giáng sinh đã đi qua. Đức Chúa Trời đã bỏ ngài cho chúng ta chứ? Hai Đức Chúa Trời vẫn còn yên lắm. Có nhiều người có thể đi trước chúng ta, có thể đi sau chúng ta. Họ vẫn kinh nghiệm một Đức Chúa Trời lạ lùng. Amen. Một Đức Chúa Trời kỳ diệu, Đức Chúa Trời tỏ ngài ra. Anh em, Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời chỉ của một tập thể, của một hội thánh đâu. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là Đức Chúa Trời của cá nhân. Cho tôi nghe chưa? Amen. Đức Chúa Trời không phải chỉ Đức Chúa Trời của đám đông đâu. Đức Chúa Trời của một số ít người. Như giữa cái thời điểm Đức Chúa Trời yên lặng của dân Do Thái, thì ngài đến ngài tỏ ngài ra chỉ có ba nhà thông thái mà thôi. Amen. Amen. Mà là ba người ngoại anh em. Ba nhà thông thái không là ba người thuộc dòng máu Israel đâu, họ là ở đông phương.
Các nhà giả kinh thánh cho rằng họ ở đế quốc Ba Tư, họ là dân ngoại, mà họ được phước. Và chúng ta nhìn thấy chúng ta là dân ngoại, amen, amen, chúng ta được phước. Còn dân Do Thái theo nghĩa đen, và chúng ta nhìn thấy đó, Đức Trời cũng đang cho phép. Chiến tranh đang xảy ra tại Israel phải không? Giữa Hamas, Lebanon và khối cộng đồng Ả Rập, Iran, tất cả mọi cái đang hiệp lại để có thể đánh Israel. Nhưng mà tôi và anh em là dân ngoại, giống như là bà bác sĩ, cho tôi nghe chữ amen. Chúng ta đang được phước. Nhưng đừng chỉ dừng lại chỗ đó. Cái điều tôi muốn anh em đó là phải coi thử Đức Chúa Trời đã bày tỏ Ngài ra cho chúng ta chưa, hay là Ngài vẫn còn yên lặng. Kinh Thánh Chúa cũng có nói lời tiên tri trong Sa-cha-ri rằng trong những ngày sau đó thì có những thời điểm đó là Chúa mưa trên thành này, mà Chúa không mưa trên thành khác. Và ta phải hiểu cái lời tiên tri đó. Có nhiều lúc Chúa thăm viếng người này mà Chúa không thăm viếng người khác. Không phải là Chúa thiên vị, amen, amen. Vì lời của Chúa khẳng định rằng trước mặt Chúa không có con cưng, amen. Ngài không yêu tôi nhiều hơn so với tình yêu Ngài dành cho Khải, cho anh em. Và ngược lại, Ngài không yêu anh em nhiều hơn Ngài yêu tôi. Ngài yêu ta bằng nhau, một loại tình yêu, đó là tình yêu agape. Những cái vấn đề đó là chúng ta có được Ngài bày tỏ cho chúng ta hay không thôi. Hallelujah. Ngài có yên lặng không? Ngài còn yên lặng không? Tại sao những nan đề, những phép lạ, rồi những sự chữa lành, những sự giải cứu, hoặc là những cái lời cầu nguyện ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta thấy Đức Chúa Trời dường như vẫn yên lặng với chúng ta và không một điều gì Ngài làm cho chúng ta một cách cá nhân cả. Không phải lỗi tại Ngài đâu. Chúng ta xem lại coi thử mình có giống như dân Do Thái không? Đó là chúng ta có quay lưng lại với Chúa không? Đôi khi chúng ta có thể đang ngồi ở đây mà chúng ta đang quay tấm lòng của chúng ta lại với Ngài mất rồi. Chúng ta trở bước đi theo đường riêng của mình mất rồi. Tâm trí của chúng ta không còn tập trung về Ngài nữa, mà tâm trí, suy nghĩ của chúng ta bắt đầu tập trung vào những cái điều đã từng giết. Bạn thấy các bác sĩ, họ ở đế quốc Ba Tư, và theo các nhà sử gia học nghiên cứu Kinh Thánh thì đây là những con người rất đặc biệt này. Có nhiều người cho rằng ô Tin Lành chỉ có những người nghèo đi theo mà thôi. Và họ chụp cho phúc âm của Chúa một cái cụm từ nó cực kỳ là không đúng, đó là đạo dụ. Nhưng tôi xin thưa với anh em rằng trong đêm Giáng sinh, trong khi Chúa Giêsu ra đời, cũng có những người nghèo, đó là các mục đồng. Và cũng có những người học thức, phải không ạ? Đó là ba bác sĩ. Có phải không? Có người giàu, người nghèo. Và trong thế giới ngày hôm nay cũng có người giàu và người nghèo. Tin Lành của Chúa bày tỏ giàu cũng như người nghèo, cho người nghèo cũng như cho người giàu. Amen. Ai cần, Chúa bày tỏ. Và ta nhìn vào các bác sĩ, họ là những nhà chiêm tinh học, họ là những người huấn luyện viên để cố vấn cho những vị vua trong đế quốc của họ nè. Và những quốc gia khác láng giềng của đế quốc Ba Tư, họ có thể nhờ những bác sĩ này cố vấn cho họ để tìm cho họ những vị vua để cai trị đất nước của họ. Như vậy, ba bác sĩ này không phải là những người tầm thường. Amen. Amen. Mà họ rất là giỏi. Và ta bắt đầu tưởng tượng, tối hôm nay chúng ta hãy nhìn điều này. Giữa bầu trời đen hàng tỷ các vì sao, amen. Đúng không? Các bác sĩ nhìn lên và thấy một ngôi sao. Và họ nói trong câu số 2, vua dân Giu-đa mới sống tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lại Ngài. Bây giờ chúng ta tập trung vào điều này. Giữa một rừng sao vào bầu trời đen tối, amen. Họ là nhà chiêm tinh học, họ tin vào sự bày tỏ các vì sao, amen, amen. Và tôi tin rằng trước khi họ thấy ngôi sao lạ này, ngôi sao của Đức Chúa Trời, ngôi sao sẽ bày tỏ cho họ biết rằng có một nhà cứu thế ra đời, amen, có một vị vua mới ra đời
Mà vị vua đó không phải chỉ cai trị dân Do Thái mà thôi. Vị vua đó sẽ cai trị cả thế giới này. Chúng ta hãy tưởng tượng, hãy tập trung suy nghĩ của chính mình giữa một cái rừng sao. Amen. Sao nào cũng phát sáng cả, nhưng có một ngôi sao duy nhất họ nhận biết, đó là đêm. Đó là một sự tỏ ra có một vua mới ra đời. Chúng ta học bài học gì ở đây? Tâm tình gì ở đây của các bác sĩ? Đó là tôi tin trước khi họ thấy ngôi sao lạ đó, họ đã từng thấy nhiều ngôi sao khác nhau. Amen. Amen. Họ thấy rất nhiều ngôi sao khác nhau. Và bài học thuộc linh ở đây đó là gì? Trong quá khứ tôi và em trước khi tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta đã từng có những thần khác. Có phải không? Chúng ta có những cách hay là những cái tôn giáo khác nhau. Chúng ta cũng đã từng quỳ lại trước nó. Và chúng ta tin vào cái tôn giáo cũ kỹ của chính mình bằng việc rút xăm, coi bói, rút quẻ, đốt kịch nhân thế mạng, cúng lại vào các chu truyền. Và chúng ta mong rằng cuộc đời chúng ta được siêu thoát. Chúng ta mong rằng cuộc đời chúng ta được giải cứu. Nhưng tôi tin rằng giống như người đàn bà bị bệnh mất huyết, là tốn tiền cho các thầy, cho các bác sĩ, bệnh không thấy đỡ gì mà càng nặng hơn thì có. Bạn thấy trong chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài cũng nói về ánh sáng. Bởi vì Ngài là ngôi sao lạ đó. Amen. Amen. Và các bác sĩ đã thấy ánh sáng của ngôi sao đó và biết rằng ngôi sao Ngài bên Đông Phương. Và ngôi sao đó biết rằng, cho họ biết rằng có một vị vua, một đấng cứu tinh ra đời. Và họ từ Đông Phương, từ đế quốc Ba Tư, phải không? Họ đi lạc đà, họ đi bộ vượt hàng trăm ngàn dặm, sông núi sa mạc nguy khốn, với cướp thời tiết. Và Chúa Giêsu đã nói rằng ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Anh em thấy rằng Chúa Giêsu không phải là Chúa Giêsu chỉ cho người Do Thái, mà Chúa Giêsu là Chúa Giêsu cho mỗi một người. Cho nên Chúa Giêsu dùng cái từ rằng là ai theo ta. Amen. Ai theo ta? Anh Hà theo Chúa, Hoàng theo Chúa, Đạt theo Chúa, hoặc là tôi quyết định đi theo Chúa Giêsu. Chúa có một lời hứa rất là xác quyết, và tôi đã kinh nghiệm lời hứa đó. Đó là ai theo ta chẳng. Chúng ta thấy cuộc đời trong quá khứ, tại sao chúng ta cứ lần mò hết lần này lần kia thất bại? Bởi vì chúng ta vẫn đi trong đời tối tăm. Và tại sao chúng ta đi trong đời tối tăm? Bởi vì chúng ta thấy dù ban đêm dày đặc cỡ nào, nếu mà có một cái quẹt thôi thì tôi tin rằng người đó sẽ không bao giờ bị vấp ngã trên con đường đó, phải không ạ? Tại sao chúng ta đi nhà thờ mà chúng ta vẫn tiếp tục thất bại? Bởi vì chúng ta đi nhà thờ nhưng chúng ta đâu có tin Chúa Giêsu là ánh sáng cho cuộc đời của chúng ta đâu. Ta thưa các chị, amen. Đừng đi qua mùa Giáng sinh. Sự sáng mà chúng ta rất là cần trong thế giới này. Và chúng ta cần đặc biệt, chúng ta đang sống những ngày sau rốt của những ngày sau rốt. Là những ngày mà chúng ta thấy nó không còn bình an như những năm tháng về trước đây nữa. Có phải không? Nó không còn thư thái. Bắt đầu ở các quốc gia khác nổi lên động đất, phải không ạ? Mới đây ở Trung Quốc động đất chết rất nhiều người. Núi lửa ở các nước Đông Nam Á, động đất ở Mexico, chiến tranh giữa Nga và Ukraine, chiến tranh Israel và Hamas và cộng đồng khối Ả Rập. Và Chúa Giêsu nói trước về điều này. Amen. Chúng ta quyết định như thế nào đây? Mùa Giáng sinh này chúng ta có mang lấy tâm tình của ba bác sĩ, đó là
biết Chúa Giêsu là cứu Chúa duy nhất cho cuộc đời của chúng ta không? Cái lời mặc khải của ánh sao nó cũng hợp với cái lời mà các thiên sứ trong Luca đoạn 2 báo cho các mục đồng: này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Amen. Một Chúa, một đấng Christ, amen, và một cứu Chúa cứu thế. Ba sự mặc khải trong cái lời đó. Một Chúa là đấng tôn trọng, một đấng Christ có nghĩa là đấng chịu sức dầu, amen, đấng Messiah để có thể thay đổi vận mạng của một quốc gia, một con người, thay đổi cuộc đời của một con người, thay đổi những cuộc đời. Và chúng ta thấy khi Chúa Giêsu đến, Ngài đã thay đổi nhiều con người. Ngài mở mắt người đuôi, Ngài chữa lành kẻ cầm, amen, amen, Ngài làm sạch kẻ phong, amen, Ngài đuổi nhiều con quỷ, Ngài làm phép lạ từ 5 cái bánh và 2 con cá, amen, amen. Và phép lạ lớn nhất mà Ngài đã từng làm đó là Ngài đã chết để đền tội cho tôi và anh em. Anh em, chúng ta nhìn đi. Không có một mùa Giáng sinh của giáo chủ nào mà cả thế giới nhân loại vui mừng cả. Chỉ có cái mùa Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu yêu dấu của chúng ta mà thôi. Thế thì chúng ta nhìn vào, chúng ta tin rằng cái tâm tình của họ có sự trả giá không? Họ vượt trùng khơi, phải không? Có phải không? Họ đi xa xăm. Đây không phải là một quyết định đơn giản đâu anh em. Việc gặp gỡ Chúa, để Chúa gặp gỡ chúng ta, để rồi chúng ta gặp gỡ được Ngài, thì chúng ta phải có tâm tình trông đợi một đấng cứu thế ra đời cho tôi nghe chứ, amen. Như cái bối cảnh dân sen đó là 400 năm đến 500 năm, Đức Chúa Trời yên lặng, Ngài không làm một điều gì cả. Thì tôi muốn gọi, kêu gọi anh em ở cái phần này, là ai đang đau khổ, ai đang sống trong đau khổ, ai đang sống trong nghèo ngặt, đuôi mù, lõa lồ về phương diện thuộc linh, ai đang sống trong cơ cực, ai đang sống trong sự thất bại, ai đang sống trong cái điều chưa được sự biến đổi, tôi đặt một câu hỏi rằng chúng ta có trông đợi Chúa Cứu Thế Giêsu giải cứu cuộc đời chúng ta hay không? Ba bác sĩ, họ không phải là dân Do Thái, nhưng họ có đấng cứu thế, amen. Tôi muốn nghe chị, amen. Các mục đồng, họ trăng bày chiên, nhưng họ trong đời họ là dân Do Thái, amen. Họ được dạy dỗ rằng có một đấng Messiah là sẽ ra đời để giải cứu họ. Và chúng ta thấy Đức Chúa Trời rất cá nhân. Ngài không sai thiên sứ cầm kèn hát sáng danh trên Chúa trên các tầng trời rất cao. Và đêm hôm đó tôi tin rằng thiên sứ tại thành Bethlehem xứ Judah đã hát trên bầu trời đó, amen. Nhưng hãy nhớ rằng chỉ có ba, xin lỗi, chỉ có các mục đồng mới nghe mà thôi. Không phải tất tật tật dân Do Thái đều nghe bản thiên ca đó đâu. Chỉ có những con người trong đời cần Chúa mà thôi. Anh em hãy nhớ điều này. Đó là một sự mặc khải rất quan trọng. Thiên sứ hát, tất cả những con người cứng lòng không trông đợi Chúa, lỗ tai họ bị điếc, họ không thể nghe được. Nhưng những con người thức đêm canh giữ bài chiên của mình đã nói lên rằng những con người rất khốn cùng, những con người rất lao khô, những con người bước vào đường cùng rồi. Amen. Họ có thể, những gã mục đồng có thể nói với nhau rằng tại sao cuộc đời của mình sống khổ như thế này, tại sao mình phải sinh ra ở tại thành Bethlehem, là một cái thành nó nhỏ lắm anh em, nó cách Jerusalem khoảng 10 cây số về hướng nam. Họ chăn chiên mà họ có thể nói thủ thỉ với nhau. Tại sao mình đi chăn thuê, tại sao mình làm công việc vất vả như thế này, đáng lẽ giờ này mình phải ngủ nghỉ như bao nhiêu con người khác phải không, nhưng tại sao mình phải thức. Và thiên sứ đến hát bài thiên ca. Từng trời, tôi tin rằng thiên sứ không hát nhỏ đâu, amen, hát bài thiên ca, loan báo tin mừng,
Vì không phải cả dân Do Thái đều nghe đâu anh em. Chỉ có những ai đang ở trong bối cảnh của các mục đồng là những người trông đợi Chúa. Amen. Amen. Là những người cần Chúa. Amen. Amen. Và Chúa biết người đó. Chúa đến Chúa bày tỏ cho con người đó. Chúa mặc khải cho con người đó. Anh em, chúng ta có cần Chúa bày tỏ chính Ngài cho chúng ta cách cá nhân không? Hãy có tâm tình như ba bác sĩ, như các mục đồng. Tại sao Ngài không bày tỏ cho người chủ quán? Bởi vì người chủ quán khước từ Ngài. Amen. Nhà tôi không còn chỗ ở nữa, nhưng họ còn chỗ đấy. Có thể là căn phòng của ông bà ấy nè. Ô tôi hết phòng rồi, nhưng mà bây giờ tôi có cái căn phòng của ông chồng chúng tôi nè. Vô ở đỡ đi, xin đỡ tại đó. Được rồi, tôi sẽ kiếm bác sĩ, tôi sẽ kiếm những người đỡ đẻ dùng cho. Khi tôi còn là chăn bò, một người trên đường đi sinh, bò sinh đột xuất trên đường đi. Mà tôi đang chăn bò, tôi nghe la quá, tôi chạy ra, tôi thấy hai cái chân em bé lọt ra trước rồi. Và tôi biết đó là không xong rồi, sinh ngược hả? Và tôi phải chạy vào một cái trạm xá, tôi kêu một nữ y tá ra, và nữ y tá cùng tôi để có thể giúp đỡ cho em bé chào đời một cách bình an. Anh em, chúng ta cần Chúa mặc khải một cách cá nhân không? Hãy có lòng trông đợi Chúa. Đừng ở trong nhà Chúa mà chúng ta không có tinh thần này. Đừng ở trong nhà Chúa mà chúng ta cứ loay hoay với những cái chuyện nó không cứu được cuộc đời của chúng ta. Amen. Amen. Đừng ở trong nhà Chúa, đừng đi theo Chúa mà chúng ta không có cái tâm linh của một con người khát khao trông đợi Chúa giải cứu cuộc đời chúng ta. Dù đó là năng đề kiểu gì, thì tôi khẳng định với em rằng khi ta có sự trông đợi Chúa đủ, Chúa giải cứu chúng ta. Vì Chúa rằng kẻ nào trông đợi Chúa, kẻ nào nhờ cậy Chúa chẳng bao giờ bị hổ thẹn. Amen. Tôi tin điều đó, tôi tin cái lời đó, và tôi 24 giờ của 24 giờ là nhờ cậy Chúa mỗi ngày. Tôi đã là một mục sư rồi, nhưng tôi không chủ quan. Amen. Phật. Chúng ta phải có cái tinh thần trong đời Chúa. Sự Giáng sinh của Chúa, Chúa không đến nhà thầy tế lễ, Chúa tỏ cho ông này mấy. Bởi vì họ cứng lòng. Và thầy tế lễ đại diện cho ai? Đại diện cho những người hầu Chúa ngày hôm nay. Có những người lãnh đạo hội thánh ngày hôm nay loay hoay về tiệc tùng Giáng sinh tổ chức thật là lớn hoành tráng, nhưng chính họ không có một sự mặc khải nào cả. Bởi vì họ không có tấm lòng cần Chúa, trông đợi Chúa. Em em, họ cần cái phòng nhóm to, nhưng tâm linh của họ trống vắng. Họ cần một bữa tiệc Giáng sinh hoành tráng, nhưng Chúa Giêsu không có ở trong bữa tiệc đó. Khi tôi suy gẫm, tôi nhận bởi các bác sĩ khi nhìn thấy ngôi sao họ biết. Thế thì ngày hôm nay khi chúng ta nghe nói về Chúa Giêsu, bao nhiêu người biết chắc rằng Chúa Giêsu là cứu Chúa, là vua của vua, là đấng chúng ta phải thờ phượng nào? Hay là chúng ta cứ nghĩ, ồ, thôi mình nghe nói vậy mình cứ đi đi. Thì thôi thì cũng nghe nói cũng đi. Vào đây thì bây giờ mình phải biết Chúa Giêsu là ai. Amen. Hallelujah. Amen. Và ba bác sĩ đã đến gặp ngay vua Herod. Và ông đặt câu hỏi, họ đặt câu hỏi. Họ nói là vua Giuđa mới sinh tại đâu trong câu 2 đó? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương. Và họ nói một điều gì? Họ đến thành bên đây để làm gì? Không phải để thờ ông vua Herod đâu. Amen. Amen. Mình để thờ phượng Ngài. Một em bé mới sinh ra mới có mấy ngày này, mà họ đến
thờ phượng. Chúng ta suy nghĩ một chút nha. Chúng ta suy nghĩ một chút. Các bác sĩ không đến tại chuồng bò đâu. Chút xíu nữa chúng ta thấy. Chúng ta nhìn vào câu 11 chúng ta thấy có cái từ gì ở đó ạ. Xin lỗi nè em đọc giùm cho. Mấy câu đầu tiên. Mấy chữ đầu tiên xin lỗi câu 11. Amen. Anh em để ý nha. Khi các bác sĩ vào đến nhà. Có nghĩa là có ai đó có tấm lòng thương xót. Là thấy Chúa Giêsu ở trong máng cỏ. Amen. Amen. Và họ đã động lòng thương xót. Họ rước Chúa Giêsu vào nhà của họ. Đây là một sự bí mật của mầu nhiệm của Chúa. Hãy nhớ rằng các bác sĩ không đến tại máng cỏ để mà thờ phượng ngài đâu. Họ bước vào một căn nhà đàng hoàng đó. Nhưng cái vấn đề anh em này, chúng ta sẽ nói điều này. Cái vấn đề ở chỗ họ là những nhà khoa học phải không? Mà chúng ta thấy hành động của họ, họ sẵn sàng quỳ xuống để thờ phượng phải không ạ? Họ thờ phượng một em bé. Điều này khó tin hay dễ tin anh em? Khó. Bởi vì họ là những nhà khoa học. Họ là những nhà hiền triết. Họ là những người đại diện cho giới trí thức. Amen. Nên họ là huấn luyện viên cố vấn để đào tạo những vị vua mà. Và bây giờ họ phải quỳ xuống để thờ phượng vua Giê-xu. Qua hình hài một em bé. Ngày hôm nay Chúa Giê-xu đã trở thành vua của một vua rồi. Amen. Tôi thích câu kinh thánh trong Khải Huyền đoạn 13. Ngài mặc áo nhúng trong huyết. Tôi rất thích hình ảnh đó. Tôi đang cầu nguyện để nhờ một họa sĩ vẽ bức tranh này. Ngài mặc áo nhúng trong huyết. Trên đùi của Ngài có viết một dòng chữ vua của các vua, chúa của các chúa. Được thờ phượng ngày hôm nay không? Tuấn Anh, Ngài đáng được thờ phượng ngày hôm nay không? Thầy Phạm Văn Tú, Ngài Chúa Giêsu đáng được thờ phượng ngày hôm nay không? Ngài đáng được thờ phượng. Và khi tôi hiểu ra điều này, Ngài đáng được thờ phượng. Vì Ngài xứng đáng được điều đó. Cái đây mấy ngàn năm về trước, 2023 năm về trước, Ngài còn nằm ở trong một nơi sơ sinh của một em bé. Em ấy. Ba nhà thông thái đã biết đó là vua. Em ấy. Amen. Amen. Tôi tin rằng Chúa Giêsu lúc đó là một em bé, một con người thật. Ngài chưa biết nói. Amen. Ngài không nói rằng là chấm đây, chấm đây, ta đây. Không. Ngài còn khóc như bao nhiêu em bé khác. Wa wa wa. Có phải không? Nhưng cái vấn đề là ý thức của các nhà bác sĩ, họ nhận biết chưa? Đó là cứu tinh này mẹ. Họ đã bỏ ra ngoài cuộc đời của họ học thức, amen, trình độ, amen, uy tín, amen, danh dự, con người của họ phải không ạ? Họ gạt qua một bên và tất cả đều quy xuống thờ phượng Chúa. Không những thế thôi mà họ còn bày các của lễ ra, vàng này, nhũ hương này và mộc dược. Anh em chúng ta thấy không? Họ thờ phượng không phải bằng miệng của họ, bằng cử chỉ của cơ thể họ, nhưng bằng sự dâng hiến nữa. Tôi và em mùa Giáng sinh nay sẽ dâng gì cho Chúa đây? Sẽ dâng gì cho Chúa đây? Chúng ta chắc chắn là không có vàng, không có nhũ hương, không có mộc dược. Sự các của lễ đó đã bày tỏ rằng các nhà thông thái không phải chỉ trình độ, nhưng họ là người rất là giàu có. Có phải không ạ? Họ dâng cho Chúa những điều bày vì ý nghĩa của lễ đó. Vàng là nói vị vua, một dược là nói lên hương liệu ép xác, nói rằng Chúa Giêsu sẽ chết đền tội cho nhân loại. Nhũ hương là một hương liệu rất là thơm, nói lên gì? Danh tiếng của Ngài sẽ được đồn ra khắp thế giới này. Và quả thật như vậy. Ở đây mùa Giáng sinh năm nay chúng ta phải tặng cho Chúa, dâng cho Chúa của lễ thật sự có ý nghĩa. Đó là gì? Câu 11 đó.
mùa Giáng sinh đến, cái máng cỏ là cái được nhắc nhiều nhất. Nhưng hiếm ai nhắc đến một nhân vật nào đó đã động lòng thương xót. Amen. Có thể là sau 7 ngày. Amen. Có thể là sau 8 ngày, có thể là sau 10 ngày, Chúa Jesus Giáng sinh tại máng cỏ trùng mò. Thì có ai đó, có thể là trùng mò đó. Amen. Amen. Có thể là sau mấy ngày họ ra trùng mò đó, không có gì lạ như thế. Họ có thể đẩy cái xe chở cỏ đến, chở rơm đến, không? Họ nói không có gì lạ như thế. Hoặc giả họ có nghe những con gà nó tục tác quá à. Bởi vì cái máng rơm là cái chỗ mà con gà có thể để, phải không ạ? Nó nhảy lên nó thấy một em bé nằm đó mà tục 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 tục. Chủ nhà nó uống xong mà gà sau mấy ngày nó tục tác quá ấy. Họ có thể cất bước ra, họ thấy một em bé quá. Họ thấy hai vợ chồng rất là nghèo, Joseph và Mary đang ở đó. Hoặc giả họ có thể nghe Chúa Giêsu khóc, phải không? Phải không? Nhưng cái vấn đề cho ta năm nay, ai là người sẵn sàng mời Chúa bước vào căn nhà này? Amen. Như tôi nói với em rằng đừng đi theo Chúa mà căn nhà này trống không. Phải có chủ. Cho tôi nghe chị amen. Phải có chủ. Mà chủ tôi đang nói là vua. Khi đời sống mình biết nhận thức, nhận biết, nhận thức, ý thức đấng ở trong ta là một vị vua, thì con người đó tự khắc thay đổi. Như bây giờ bùng ba có anh Hà đó, anh em mời Chúa Giêsu bước vào, và tất cả ta tin đó, tôi tin anh Hà sẽ nghiêm túc. Amen. Amen sẽ nghiêm túc, và ngay cả anh Tri Ân cũng nghiêm túc luôn, đúng không? Thí dụ bài Giáng sinh đến, con thích hát bài gì? Đêm Noel. À, Đêm Noel. À, có thể tối nay Tri Ân hát bài Đêm Noel để hân hoan chào đón Chúa Giêsu bước vào căn phòng của mình. Anh em, tôi luôn ý thức điều này. Càng đi với Chúa, tôi càng ý thức đó trong người của tôi. Trong thân thể này, tôi đang chứa đựng một vị vua rất vinh hiển. Một vị vua của một vua, Chúa của các chúa. Trên từng lời nói của tôi phải có giá trị. Amen. Suy nghĩ của tôi phải kiểm soát nó. Tôi không để cho vị vua ở trong tôi buồn. Vì có những hành vi, lời nói, cách sống của tôi làm buồn lòng Ngài. Và các bác sĩ, họ sẽ nhìn vào, đi vào căn nhà để thờ phượng Chúa Giêsu, thì ngày hôm nay cũng vậy. Người ta chỉ biết Chúa Giêsu khi người ta nhìn vào cuộc đời của chúng ta. Người ta nhìn vào căn nhà này. Người ta nhìn vào căn nhà này. Không loanh quanh ở chuồng heo nữa. Người ta nhìn vào căn nhà này. Người ta nhìn vào căn nhà này. Người ta nhìn vào căn nhà này có bộ râu nịnh thần. Người ta nhìn vào căn nhà này. Người ta nhìn vào căn nhà này, người ta nhìn vào mỗi căn nhà. Người ta có thấy vua ở đó không? Người ta có thấy vua của vua, các chúa đang ở trong đời sống của chúng ta không? Hay là thấy chúng ta ăn mặc đẹp, mà đời sống của chúng ta vẫn trống không? Chúng ta nhớ Chúa Giêsu nói, khi một người được giải cứu, một con quỷ bước ra, nó đi vào nơi khô khan, nó tìm chỗ ở, tìm không được, phải không ạ? Nó trở về, nó thấy căn nhà, nó mới vừa ra khỏi đó. Bây giờ sạch sẽ nè, phải không ạ? Phải không ạ? À, tử tế nè. Nhưng mà nhà đó không có chủ. Chỉ là một căn nhà trống không thôi, em ơi. Trước đó nó là chủ, bây giờ nó bị đuổi đi, không có chủ mới vào, em ơi. Và nói gì, ta sẽ đi rủ thêm 7 con nữa. Và Chúa nói gì, số phận về sau của người được giải cứu đó xấu hơn trước. Bởi vì họ không có chủ mới tên là Giêsu. Anh em này, hôm nay trong mùa Giáng sinh năm nay, tôi muốn thách thức anh em. Chúng ta sẽ dâng gì cho Chúa đây? Người ta chỉ biết Chúa Giêsu khi người ta nhìn vào đời sống của tôi và anh em. Ba mẹ của chúng ta tin có Chúa Giêsu hay không? Nhìn vào sự biến đổi, thay đổi của chúng ta. Amen. Amen. Cho nên cái vấn đề rất quan trọng anh em.
rất quan trọng. Có ai đó đã động lòng thương xót, Chúa Giêsu vào nhà của họ, không còn ở nơi máng cỏ chuồng chiên nữa. Một hành động mà chúng ta quyết định trong buổi giáng sinh hôm nay, ta đừng để ai nói về máng cỏ nữa. Amen. Nhưng căn nhà này là điều quan trọng này. Từ máng cỏ bước vào căn nhà. Amen. 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 Từ máng cỏ bước vào căn nhà. Chúng ta thay đổi điều này để những món quà dâng lên cho Chúa trong mùa Giáng sinh năm 2023 này. Và tôi nói em rằng những người thân quen chúng ta sẽ bắt đầu nhìn vào và cảm nhận ngay. Tôi tin rằng ta có sự cảm nhận này. Ai có Chúa và ai không có Chúa, chúng ta cảm nhận này. Một người có Chúa, người ta cảm nhận được anh em. Ta cảm nhận được. Khi tôi đi công tác xa, tôi vào một cái shop bán đồ cơ đốc. Và tôi đang mua một số đồ trước khi về Việt Nam. Tôi tính tiền. Thì có một cặp vợ chồng mục sư người da đen. Sau khi tính tiền xong, ông đứng cái chỗ gần cửa ra, ông ấy tôi lại và ông xin lỗi tôi. Ông nói là xin chặn anh lại. Và ông hỏi tôi câu hỏi đầu tiên: anh có phải là một mục sư không? Tôi giật mình liền. Vì tôi chưa bao giờ gặp người đó. Chặn tôi lại ngay và nói: câu hỏi đầu tiên là anh có phải là một mục sư không? Tôi nói sao ông biết tôi là mục sư? Ông nói Chúa cho tôi biết. Bởi vì nhìn anh đầy dãy sự hiện diện của Chúa. Nụ cười của anh, đôi mắt của anh. Anh em, tôi muốn làm chứng không phải để vinh danh thôi, nhưng mà để anh em thấy rằng khi một người có Chúa, người khác cảm nhận được. Khi tôi đến chỗ hội thánh VBC, chỗ dưới chức vụ mục sư Huỳnh Quốc Khánh, có một tiên tri, mục sư hay mời về đó để giảng cho hội thánh của Chúa. Và khi mục sư Khánh cầm tay tôi lên giảng và cầu nguyện cho vị mục sư ở Việt Nam. Và khi tôi tới của Chúa, người tiên tri đó vừa trước cái cầu nguyện tôi, ông nhìn vào, ông nói gì? Tôi nhìn đôi mắt của anh đầy lửa ở đó. Thế thì tôi muốn hỏi anh em một lần nữa nha. Chúng ta có cảm nhận một người có Chúa và người không có Chúa không? Hãy để cho người lân cận của chúng ta cảm nhận được điều đó trong mùa Giáng sinh năm nay. Hãy để cho vợ con của chúng ta cảm nhận được điều đó khi chúng ta nói chuyện qua điện thoại. Amen. Amen. Hãy để cho người khác sống của chúng ta, họ cảm nhận được điều đó, cảm nhận sự hiện diện của Chúa. Đừng để họ nói rằng chúng ta đi theo tin lành. Mà họ không thấy cái gì cả. Các bác sĩ cảm nhận. Amen. Một em bé thôi, nhưng họ nhận biết. Và sự nhận biết đó là vua, đó là cứu Chúa, đó là cứu tinh, đã thay đổi cuộc đời của họ bằng sự hạ mình xuống để thờ phượng Ngài. Cho trong mùa Giáng sinh năm nay, điều quan trọng đó là phải trông đợi Chúa và trở thành người thờ phượng Ngài. Mà để thờ phượng Ngài, hãy bắt đầu từ chính mình. Đó là thờ phượng đấng ngự trên ngai lòng của tôi và anh em. Amen. Đừng chỉ thờ phượng đấng ở trong phòng nhóm này, mà chúng ta không hề hay biết rằng đấng ấy cũng đang ở trong chúng ta. Và nhân nhất đoạn 4 câu số 4 nói rằng đấng ở trong các con thì lớn hơn những kẻ ở trong thế gian này. Hãy bắt đầu thờ phượng vua Giê-xu, bắt đầu từ chính mình. Ngài đang ở trong chúng ta. Amen. Nếu ta thật sự trông đợi Chúa, hãy thờ phượng Ngài, bởi vì Ngài đang ở đây. Hallelujah. Nếu ta chỉ thờ phượng Chúa ở đây mà chúng ta không thờ phượng Chúa ở trong đời sống của chúng ta, qua cách sống của chúng ta, sự hạ mình khiêm nhường của chúng ta, amen, sự dâng hiến cuộc đời của chúng ta cho Ngài, thì anh em, sự theo Chúa của chúng ta là vô nghĩa. Nếu một con người thờ phượng Chúa ở đây mà ra khỏi hội thánh và chúng ta vẫn tiếp tục loay hoay với những công việc của xác thịt, của tội lỗi, thì tôi nói anh em rằng như vậy chúng ta chưa dâng đúng. Đó là như Phaolô nói vậy: tôi lấy lòng thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ thánh và sống. Amen. Ấy là sự thờ phượng phải lễ của anh em. Một món quà mà chúng ta dâng lên cho Chúa, đó là mời Chúa bước vào cuộc đời này và dâng thân thể này làm của lễ thánh và sống động cho Chúa. Amen. Để chúng ta đi đâu làm gì, người khác cũng đều cảm nhận sự hiện diện của Chúa ở trong chúng ta.
Xin tất đồng đứng lên đến với Chúa và cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.